Kính chào quý thầy cô giáo. Hôm nay tôi tiếp tục dạy sang trang 5 là nút vẽ đường tròn. Ở trên phần mềm Sketchpad, quý thầy cô thấy ở bên trái có thành công cụ. Ở đây là tôi chụp một màn hình. Thì cái phần mềm này có một đặc biệt, đó là vẫn xây dựng hình ở trên một cái hình chụp mà chúng ta đưa vào. Như vậy thì rõ ràng là cách thiết kế nó rất đơn giản. Bây giờ tôi ấn cái này đi. Bây giờ muốn vẽ một đường tròn, chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta nhấn vào cái nút đường tròn này. Để chúng ta chọn một điểm, chúng ta kéo ra. Để chúng ta được một đường tròn. Đường tròn này khi chúng ta thay đổi vị trí thì chúng ta cứ kéo đi. Còn chúng ta muốn đường tròn lớn thì chúng ta kéo ở cái nút này thì đường tròn sẽ lớn vẽ. Tuy nhiên trong vẽ hình thì vẽ đường tròn này nó gặp rắc rối, đó là đôi khi chúng ta kéo nhầm cái điểm này thì cái đường tròn nó lớn vẻ. Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô vẽ một đường tròn cố định như sau. Muốn vẽ một đường tròn cố định thì quý thầy cô phải chọn một cái đoạn thẳng. Bằng cách quý thầy cô vào trong cái nút đoạn thẳng này. Đây là vẽ đoạn thẳng. Ở nút này là vẽ đoạn thẳng. Nút này là vẽ tia. Còn nút này là vẽ cả đường thẳng. Bây giờ tôi hướng dẫn vẽ đoạn thẳng. Vào nút này chúng ta nhấn và chúng ta đã vẽ xong một đoạn thẳng thứ nhất hoặc một đoạn thẳng thứ hai vân vân. Bây giờ muốn vẽ một đường tròn có bán kính không đổi thì quý thầy cô làm như sau. Chúng ta chấm vào cái nút điểm này. Để chúng ta nhấc ra, chúng ta sẽ chấm một cái điểm nào đó nằm trên màn hình. Sau khi chọn điểm này thì chúng ta tiếp tục chọn thêm một cái đoạn thẳng mà vừa rồi chúng ta chọn. Nhấn vào cái thanh công cụ dựng hình này. Đây có đường tròn tâm vào bán kính. Quý thầy cô nhập vào đây. Như vậy là quý thầy cô sẽ được một cái đường tròn có tâm vào bán kính không đổi. Đó là bằng được bán kính. Bằng cái bán kính chúng ta đã chọn. Bây giờ chúng ta muốn đường tròn này nhỏ thì chúng ta thu nhỏ thôi. Thu nhỏ bao nhiêu cũng được. Và khi đó chúng ta có thể di chuyển cái đường tròn đi. Này đi bất cứ nơi nào. Để đặt tâm cho đường tròn thì quý thầy cô nhấn chuột trái. Và sau đó nhấn chuột phải thì nó xuất hiện là nhãn của điểm. Thì quý thầy cô có thể sửa cái điểm này là cái điểm O. Chúng ta nhấn O. Ok. Thì cho điểm O. Muốn thay đổi màu sắc của O thì chúng ta đi vào thanh công cụ ở phía dưới màn hình. Muốn thể hiện thanh ngô thì quý thầy cô bấm vào cái nút chữ A này. Và quý thầy cô nhấp đúc ở trên màn hình thì nó sẽ ra thành công cụ có phông chữ, có cỡ chữ, có màu sắc, in đậm, in nghiêng, cái chân. Và đây là cái công thức chúng ta đánh vào ở trên màn hình, công thức cho. Riêng ở nút cuối cùng này chúng ta nhấn chuột trái thì chúng ta được một cái bảng công cụ cho toán học, cho vật lý và thậm chí hóa học trong này cũng có. Bảng công cụ chỉ từng này thôi, chứ không nhiều. Thì bây giờ thầy... Xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đổi cái điểm O này. Có cái màu khác hơn một tí. Thì tôi trở về cái nút tròn ở trên mũi tên này quý thầy cô. Cái nút này là quý thầy cô đừng có rời vào hai cái vị trí cuối cùng này. Vì hai vị trí cuối cùng này thì quý thầy cô sẽ tham khảo cách làm. Khi nào thì dùng hai nút này. Còn bây giờ chúng ta cứ nhấn vào cái nút đúng một mũi tên này thôi. Nhấn vào đây, chúng ta đánh dấu. Sau khi đánh dấu thì quý thầy cô vào cái nút chữ B này để in đậm này. Quý thầy cô thấy chữ O này in đậm. Còn muốn cỡ to nhỏ thì quý thầy cô vào đây. Quý thầy cô nhập 36 chẳng hạn thì nó to lên. Mà quý thầy cô cho phông chữ lại 24 thì nó nhỏ lại. Thông thường ở trên màn hình này tôi dạy ở cỡ chữ 27 là vừa. Đây là kinh nghiệm. Tôi đã dạy qua 1.500 video rồi, cho nên quý thầy cô cứ hiểu như vậy để làm. Đó, 27 là vừa. Riêng hóa học thì chúng ta chọn cái cỡ chữ 30 là vừa đẹp, bởi vì viết cái chữ gì chân nó to hơn. Như vậy là tôi giới thiệu quý thầy cô vẽ xong cái nút đường tròn. Thì các bước tôi đã ghi rõ ở đây. Bây giờ tôi hướng dẫn quý thầy cô vẽ đoạn thẳng.
để vẽ một cái đoạn thẳng thì như quý thầy cô vừa thấy là tôi đã vẽ nhờ vào cái công cụ vẽ đoạn thẳng này. Chúng ta có thể vẽ một đoạn thẳng. Đoạn thẳng này quý thầy cô muốn là nó vuông góc hoặc là nó song song với các cái lề của màn hình thì quý thầy cô đi vào trong cái nút chọn thành công cụ. Quý thầy cô đi vào slider này. Trong slider này có những cái thanh vẽ có số đo nằm ngang này. Quý thầy cô chọn này. Hoặc là thẳng đứng ở đây. Slider này, thẳng đứng đây. Thì những cái đường này nó vuông góc với nhau. Và nó cho ta số đo của các cái độ dài. Đặc biệt trong vật lý hoặc trong toán đôi khi chúng ta cũng cần những cái số đo này. Thì cô không cần thì quý thầy cô để bỏ đi. Thì với những cái đoạn thẳng có cái chiều cố định là song song với các cái cạnh của màn hình thì như vậy là chúng ta không thể xoay được. Thì đây là một cái công cụ để quý thầy cô vẽ các cái đường thẳng vuông góc với nhau. Nếu chúng ta vẽ bảng biến thiên thì chúng ta chọn như thế này, hoặc chúng ta vẽ một cái ô nào đó. Chẳng hạn như tôi giới thiệu đến cho hai cái nút này nó gắn liền với nhau. Thì thầy cô đánh dấu thế này. Đánh dấu nút thứ nhất, đánh dấu nút thứ hai bằng cách nhấn chuột trái. Xong rồi chúng ta vào phần thảo, chúng ta ghép điểm. Thì hai cái điểm này nó ghép lại với nhau. Từ đó quý thầy cô muốn vẽ ô, thì chúng ta vẽ ô được. Vẽ ô vuông. Hoặc là vẽ những cái ô để mà chúng ta điền cả cái thông số vào trong đó. Thì bây giờ tôi nói tiếp cái chỗ là vẽ đoạn thẳng. Để vẽ đoạn thẳng đánh dấu hai đầu đoạn thẳng này thì quý thầy cô lại là nhấn chuột trái, nhấn chuột phải, có nhãn có điểm. Quý thầy cô thích đặt điểm B thì quý thầy cô nhấn điểm B vào đây. Quý thầy cô không muốn điểm B mà quý thầy cô muốn điểm A thì quý thầy cô nhấn Shift A lớn. Ra điểm A, ok. Ra điểm A lớn. Quý thầy cô không muốn điểm A này thì quý thầy cô nhấp đôi đi. Quý thầy cô chọn cận hiện này thì nó không còn nữa. Về mất cái điểm A. Đôi khi chúng ta chọn một đường thẳng mà chúng ta nhấn vào thì nó xuất hiện hai điểm thì chúng ta phải lập tắt hai điểm đi. Để chúng ta cần một đoạn thẳng không cần điểm. Mút. Bây giờ ví dụ như vẽ tam giác ABC thì chúng ta vẽ như sau. Chúng ta vào đây chúng ta vẽ một cái đoạn thẳng tiếp nối tiếp như thế này thì chúng ta sẽ được một tam giác. Tam giác này thì tùy ý cho nên chúng ta có thể di chuyển các cái đỉnh của tam giác thỏa yêu cầu của bài toán. Như vậy tôi hướng dẫn quý thầy cô vẽ xong một đoạn thẳng và các cái đoạn thẳng cơ bản. Bây giờ chúng ta sang cái mục tiếp. Đó là vẽ tia, vẽ đường thẳng. Quý thầy cô muốn vẽ tia thì quý thầy cô nhấn vào cái nút thanh công cụ thứ tư có một nét mũi tên này. Quý thầy cô muốn vẽ tia thì như vậy là cho ta một cái tia. Quý thầy cô muốn cái tia này nó ngắn, nó không dài thì rất đơn giản. Đó là quý thầy cô lại vẽ một đoạn thẳng vào nó công cụ vẽ đoạn thẳng, nhấn nút đầu tiên. Cái điểm, những cái điểm này là nằm ở trên tia. Quý thầy cô muốn cái tia này lấy một phần của tia thì quý thầy cô nhấn nút chuột phải vào ở cái tia này và ấn đi, nhấn nút ấn tia thì nó có một đoạn thẳng. Đoạn thẳng này là đoạn thẳng được vẽ ở trên tia vừa rồi. Ví dụ như chúng ta vẽ giao điểm của hai cái đường thẳng cắt nhau thì buộc chúng ta phải vẽ hai tia cắt nhau, sau đó chúng ta đi vẽ đoạn thẳng thôi thì chúng ta không cần đi vẽ tất cả. Tôi lấy ví dụ như vẽ một đường tròn. Bây giờ tôi cần vẽ một đường kính. Mà muốn vẽ một đường kính thì bây giờ là tôi phải vẽ như thế nào đây? Buộc tôi phải vẽ đường thẳng. Chứ tôi không vẽ tia được thì vào cái nút có hai chiều này.
chúng ta vẽ như thế này là chúng ta được một đường thẳng đi qua tâm. Các đường tròn là hai điểm, chúng ta nhận hai điểm này, chúng ta nhận chuột trái thì nó xuất hiện điểm. Sau đó chúng ta hai cái đường này đi bằng cách nhận chuột trái, nhận chuột phải, ấn đường thẳng, và chúng ta vào cái công cụ vẽ tia thì chúng ta sẽ vẽ cái tia vẽ đoạn thẳng mà nối hai điểm vừa rồi, thì chúng ta được một cái đường kính. Đường kính này quý thầy cô một xoay thì quý thầy cô phải dựa vào cái điểm tròn ban đầu là điểm này này thì quý thầy cô mới xoay được. Còn quý thầy cô lấy điểm bên này không thể xoay được, là bởi vì cái điểm này chúng ta chọn đầu tiên cho cái đường thẳng mà chúng ta vẽ qua ô. Cho nên khi đó chúng ta sẽ nhấn vào đây là chúng ta giữ chuột trái và chúng ta quay cái vị trí của đường kính này. Như vậy là để phân biệt quay như thế nào thì quý thầy cô phải đánh màu. Muốn nhấn màu của cái nút này thì quý thầy cô có thể vào hiển thị đây, đấy có màu, và thì quý thầy cô có thể chọn một cái màu chẳng hạn như màu xanh cho nó dịu. Chúng ta nhìn vào hình này thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ quay điểm nào. Như vậy là xong. Như vậy tôi giới thiệu vẽ tia xong. Bây giờ nói đến vẽ đường thẳng thì cũng vừa rồi tôi đã nói cách vẽ đường thẳng rồi. Đôi khi chúng ta cần phải vẽ đường thẳng để chúng ta lấy một đoạn thẳng ở trên đường thẳng. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ để chúng ta cần phải vẽ đường thẳng. Ví dụ như cho tam giác ABC. Chúng ta vẽ tam giác thì chúng ta vẽ một đoạn thẳng, chúng ta nhấn tiếp đây, chúng ta kéo ra. Chúng ta nhấn tiếp đây, chúng ta kéo lên là chúng ta được một tam giác. Bây giờ từ một cái điểm ở trong tam giác này, chúng ta cần vẽ một cái đường thẳng các hai cạnh của tam giác thì buộc chúng ta phải vẽ đường thẳng. Chúng ta nhấn vào, chúng ta chọn đường thẳng. Cái điểm đầu tiên là cái điểm cố định nằm trong tam giác, có điểm thứ hai thì nằm trên cạnh. Như vậy là cái điểm thứ hai này là cái điểm di động để đường thẳng di động được quý thầy cô này. Thì để chúng ta nhấn vào nút này chúng ta có thể di chuyển được không? Không được. Nút này chúng ta cầm, chúng ta di chuyển thì sẽ hình tam giác này sẽ không di chuyển được. Cho nên cái nút này này, cái nút quyết định để di chuyển cái vị trí, thì quý thầy cô phải sửa lại tất cả các điểm này là màu đỏ. Thường màu đỏ nó nổi. Chúng ta nhấn chọn tất cả đó từ cái nút này. Chúng ta nhấn vào nút hiển thị có màu, chúng ta chọn màu đỏ. Thì như vậy là chúng ta sẽ biết được cái nút màu xanh là cái nút để chúng ta di chuyển. Như vậy là hôm nay tôi chỉ hướng dẫn quý thầy cô hai phần, đó là phần vẽ đường tròn và phần vẽ đường thẳng, đoạn thẳng và tia. Hai cái phần cơ bản mà chúng ta có thể nói chúng ta vẽ rất nhiều ở trong các cái giảng toán mà chúng ta xây dựng. Như vậy thì hôm nay tôi hướng dẫn quý thầy cô như vậy để quý thầy cô có nhiều kinh nghiệm hơn để về soạn bài. Cuối cùng tôi chúc quý thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hiểu hơn cái phần này để soạn bài dạy online cho tốt. Cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi. Chào tạm biệt quý thầy cô.